Rồi, đấy là về màu sắc nhá. Ngoài ra thì nó còn về thẩm mỹ. Đấy, thẩm mỹ thì nó lại có rất nhiều những cái thẩm mỹ khác nhau. Đấy, cái này thì nó là từ khóa tiếng Anh. Cho nên là mình sẽ sắp xếp theo cái dạng là theo từ khóa tiếng Anh. Đấy. Đấy, ví dụ như là cái phong cách thẩm mỹ đấy. Nó có nhiều cái lắm, Afrofuturistic này, Alien này. Alien là gì ạ? Là người ngoài hành tinh đúng không ạ? Đấy, kiểu kiểu vậy. Đấy, bây giờ mình lại thử cho con mèo mà dạng Alien xem này. Đúng không ạ? Ừ. Nha. Alien Cat. Rồi. Được chưa ạ? Rồi, đấy. Đây là những cái phong cách khác nhau anh em ạ. Ani, cái này phong cách này nó không thể nào dịch sang tiếng Việt, dịch tiếng Việt không thể hiểu được. Đấy, hoặc là anime là chúng ta hay dùng đúng không ạ? Anime là gì ạ? Là hoạt hình, hoạt họa đấy đúng không ạ? Đấy. Rồi. Ở đây nó có gì ạ? Art and craft movement. Đấy, ví dụ thế. Được chưa ạ? Ừ. Thì mình có thể là gì ạ? Đưa cái này vào, mình tạo ra xem là nó ra cái gì. Đấy. Rồi. Rồi. Anh chị em thấy không ạ? Đây là gì ạ? Alien Cat. Con mèo gì ạ? Con mèo ngoài hành tinh. Anh chị em thấy hay không? Chỉ thêm đúng một cái từ khóa thôi nó đã tạo ra gì ạ? Tạo ra những cái biến thể rất là thú vị rồi, con mèo ngoài hành tinh. Đấy. Được chưa ạ? Đấy còn Virin Green này hình như là chưa chạy được. Đấy. Ở đây nó lại là gì ạ? Ở đây là một cái chế độ mà Add and Craft Movement. Đó. Nó lại ra một cái hệ chơi khác này. Được không ạ? Đấy, anh chị em thấy không ạ? À, ra con mèo nó lại khác rồi này. Thấy không? À, con mèo nó lại kiểu như là mèo đất này. Đấy, mèo ở trong cái bức tranh này. Đấy, nó lại mang tính chất nghệ thuật nó lại khác. Đấy. Như vậy là gì ạ? Với mỗi một cái khác nhau thì chúng ta lại có những cái biến thể khác nhau. Đấy. Ví dụ ở đây là những cái từ khóa là từ D đến F này. Ví dụ như là futuristic. Ví dụ futuristic nó là gì ạ? Nó là tương lai. Đấy, cái mang tính chất tương lai. Đấy. Ví dụ Dolly Key hay là Dolly Pump hay là Downtown Girl. Đấy, hoặc Downtown Cat. Đấy, con mèo mà ở vùng ngoại ô thì nó thế nào? Đúng không ạ? Hoặc là Dragon Claw, tức là gì ạ? Xương rồng thì nó ra sao? Đúng không ạ? Đấy. Hoặc là Trend là gì ạ? Là xoáy ốc thì nó ra sao? Thì mình cứ nhìn hình thôi. Mình nhìn hình mình thấy là mình muốn nó ra cái gì thì mình thử thử nghiệm được chưa ạ? Mình muốn nó ra cái gì thì mình thử nghiệm cái đấy nha anh chị em nhé. Đấy. Đó. Ví dụ như là Fairy Academy. Đấy. Fairy Academy kiểu kiểu vậy, hoặc là Futuristic đi. Mình thử con Futuristic Cat đi. Đấy nha. Futuristic Cat. Đó. Đó. Đây này, con Vivid Vivid Green này. Vivid Green này thì nó lại ở đây Vivid Green ra rồi, nên mình lại làm hai cái. Đấy. Cũng là Vivid nhé, cũng là Vivid nhưng mà nó lại hai cái phiên bản nó lại khác nhau. Đấy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Cũng là Vivid Vivid Green nhé. Đấy thì chúng ta lại kết hợp là Vivid Green, Vivid Blue, Vivid Red, Vivid Yellow, Vivid Purple, Vivid Violet. Thế là mình đưa tất cả những cái từ khóa tiếng Anh nào mà mình biết mình đưa vào. Đấy. Đây, anh chị em thấy không ạ? Futuristic Cat thì chúng ta thấy không ạ? Thấy những con mèo máy móc này, rồi những con mèo mặc áo giáp này, con mèo lại ở trong cái gọi là một cái xe tự hành kiểu kiểu vậy. Đấy, con mèo đeo cái mũ có vẻ rất là tương lai, đúng không ạ? Đấy. Hoặc là mình có thể là đưa vào là gì ạ?
vivid vivid red cat đấy. Như vậy là gì ạ? Chúng ta học từ những cái bước cơ bản đơn giản như này ấy, là sau này anh chị em tạo ra được những cái hình ảnh ấy, là mình biết được là cái sản phẩm của mình ra nó sẽ hình dung nó sẽ tương tự như thế nào, được không ạ? Nó sẽ tương tự như nào, nó sẽ dạng dạng như nào đấy. Và việc của mình đó là gì ạ? Đó là thực hành nhiều hơn thôi. Và ở đây thì chúng ta đã có một cái thư viện đấy, rất nhiều những cái từ khóa để mà chúng ta lựa chọn, chúng ta học tập rồi đấy. Và việc của mình là cứ thế mà làm thôi, hiểu chưa ạ? Đấy, ví dụ như là grandpa core, tức là gì ạ? Là nó mang tính chất là ông bà đấy, kiểu người lớn tuổi đấy, kiểu kiểu vậy. Guy Guy là cái gì này đấy, Halloween đấy, ví dụ thế. Con mèo Halloween thì sao? Hauntology là gì? Nó kiểu kiểu hơi kiểu ma quái, ma quỷ một tí đấy. Thử thử phát con này xem nào, đúng không ạ? Đấy, anh chị em thấy không ạ? Vivid Red, Vivid Red phát nó ra con mèo nó là gì ạ? Nó lại hay luôn. Bây giờ mà lại con mèo mà là gì ạ? Mà lại mang tính chất là hơi ma mị một tí thì sao? Đó, anh chị em thấy không ạ? Như vậy là có rất nhiều những cái để cho chúng ta nghịch lựa chọn. Và đây là những cái mà chúng ta gọi là làm để chúng ta biết được cái kết quả, giống như cái người lập trình anh chị em. Cái người mới lập trình thì chỉ lập trình chỉ học theo cái mẫu của người đi trước thôi. Nhưng mà sau cái người mà lập trình mà thành thạo ấy, là họ tạo ra câu lệnh nào, họ biết được là câu lệnh đó nó sẽ diễn ra như nào. Tức là viết câu lệnh nào là đúng câu lệnh đấy. Đấy, chứ không phải mày mò, không phải thử nghiệm. Đó. Còn nếu như mà chúng ta chỉ có đi copy câu lệnh của người khác ấy, thì chúng ta chỉ biết câu lệnh đó thôi. Chúng ta không biết câu lệnh khác và chúng ta không sáng tạo được. Ở đây Huy muốn anh chị em đó là chúng ta tự sáng tạo ra, và mỗi người hãy cho mình một cái phong cách sáng tạo riêng. Anh chị em thấy là những cái họa sĩ nổi tiếng như thế giới ấy, thì người nào họ cũng trung thành với một cái phong cách của họ, được chưa? Họ không có các cái phong cách khác nhau. Các phong cách khác nhau thì nó chỉ mang tính chất đó là gì ạ? Là cái người chép tranh thôi. Còn cái người mà gọi là nổi tiếng ấy, thì bao giờ họ cũng sẽ có một cái phong cách riêng. Đấy. Ví dụ như là phong cách này, phong cách lấp lánh cả. Spark le core. Sparker core. Đấy. Đấy. Thì đây là con mèo nó mang hơi hám, nó mang tính chất là gì ạ? Là hơi kiểu ma mị một chút. Đấy, con mèo nhưng mà hơi ma mị một chút anh chị em ạ. Đấy. Bây giờ là gì ạ? Con mèo nó hơi lấp lánh một tí thì sao? Đấy, đúng không ạ? Rồi, có một con mèo mà nó mang tính chất là alien này. Có một cái mà nó hơi đắc nữa đâu nhỉ? Đấy. Đây nha. Con Duck Cat. Đó. Lấp lánh này. Đó. Anh chị em thấy không ạ? Như vậy là gì ạ? Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Lại ra một tác phẩm nghệ thuật nữa rất là đẹp luôn này, lấp lánh này, anh em thấy không ạ? Rất là hay luôn đó. Đấy. Duck Cat thì là con mèo nó màu đen thôi đấy. Đấy, rất nhiều cái để anh chị em gọi là zombie core tức là gì ạ? Nó hơi mang tính chất là zombie một tí đấy, hoặc là Victorian God này, hoặc là vampire này. Vampire tức là dạng là ma cà rồng, kiểu kiểu vậy. Đấy, mình cứ thấy cái nào mà mình ưng ý thì mình cứ đưa vào mình test đi. Mình test nhiều mà, mình test càng nhiều thì mình sẽ càng tùy biến, càng hiểu thêm được cái dạng, cái câu chuyện của nó. Cái cách để tạo ra rất nhiều những cái biến thể khác nhau. Đấy, mình thử cái zombie core này xem. Được chưa? Đấy, ở Duck này. Đấy. Vẫn là con mèo thôi anh chị em. Nhưng mà nó ra vô cùng nhiều các biến thể khác nhau, anh em thấy không ạ? Mình thử thêm một cái nữa nhé. Were God là chó sói. Rồi cái này là cái gì? Đấy. Vampire. Đấy, mình thử cái vampire đi.
Vampire Cat. Đấy. Rồi. Chúng ta xem con mèo mà zombie thì nó như nào. Ui, anh chị em thấy không ạ? Mèo zombie. À, kinh chưa? Anh chị em thấy có tính chất zombie vào đây chưa? Đấy, đúng không ạ? Đấy, mèo zombie nhá. Trông trông rất là kinh khủng đúng không ạ? Kinh dị đúng không ạ? Đấy. Rồi, con mèo mà vampire tức là gì ạ? Macaron dạng hút máu thì nó ra sao? À, mèo mà macaron thì ra sao anh chị em thấy không ạ? Mèo mà macaron thì trông nó kinh khủng như này, tai như tai rơi ấy. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Tai như tai rơi luôn. Đó. Ok không ạ? Đấy. Như vậy là gì ạ? Là chúng ta có rất nhiều những cái biến thể khác nhau để chúng ta học. Đấy.